Một vị tỳ kheo có được khen một người nữ cư sĩ đẹp không ạ? Con có nghe một bài giảng của một vị trưởng lão có khen một vị cư sĩ tại gia là cô ấy đẹp lắm, tôi khoái cái vẻ đẹp của cô ấy, vậy có hợp lệ không sư? Khi mà mình nói thì mình nên xét với kinh và luật. Ở trong kinh á, thì có một số trường hợp như là nếu sư nhớ không lầm, mà nếu sư nhớ lầm thì cũng chỉ là sai tên thôi, thì hình như là trường hợp ngài Xá Lợi Phất thì ngài có hỏi một có lần ngài có hỏi một cô nữ cư sĩ là hôm nay sắc diện của bà chị thật là tươi sáng. Thì khi mà ngài khen như vậy á, cái mục đích là để tạo điều kiện cho cái người nữ cư sĩ đó họ trình bày là lý do tại sao mà hôm nay sắc diện mình tươi sáng như vậy. Thí dụ như ngày hôm nay con vừa mới ra khỏi thiền định, hoặc là ngày hôm nay con vừa mới quán tưởng ân đức của Tam Bảo, hoặc là như thế nào đó. Tức là đó là một cái dịp để cho người cư sĩ trình bày niềm hoan hỷ. Và hơn nữa, khi mà các bậc thánh, các ngài nói như thế, các ngài nói không bằng lòng tham dục. Nhớ nha, các ngài nói bằng tâm ly dục. Cho nên khi mà khen, dù là khen người nữ hay khen bất kỳ ai cũng vậy, thì chúng ta hãy xem lại tâm của mình là mình đang khen bằng tâm gì. Nếu như mình khen mà có tâm dục á, thì dù mình khen cái gì cũng không nên. Thí dụ như khen cái nhà đẹp quá, hoặc là khen cái con đường ngày hôm nay nó rộng quá, hoặc là khen cái xe nó đẹp quá, thì toàn bộ đều không nên. Cho nên điều mấu chốt ở đây không phải chỉ riêng ở người nữ hoặc là bất kỳ cái gì, mà điều mấu chốt ở đây là khi chúng ta mở miệng chúng ta khen, thì chúng ta xem là chúng ta khen dựa trên tâm gì. Rồi ở trong Kinh Giáo Thọ Thích Ca La Việt và ở trong Tăng Chi thì cũng có nói đến bốn pháp thiên vị mà có thể đưa chúng ta đi địa ngục. Một là thiên vị vì thích, hai thiên vị vì ghét, ba thiên vị vì si mê, và bốn thiên vị vì sợ. Tức đầu tiên thiên vị vì tham, tức là mình tham đắm, mình tham dục, mình không kiểm soát được tâm, không có chánh niệm, mình khen thì coi chừng đó là thuộc thiên vị vì tham, và đó có thể đi địa ngục. Rồi trong Tăng Chi chương 2 pháp cũng có một cái Đức Thế Tôn nói, cái người khen cái không đáng khen, không khen cái đáng khen, chê cái không đáng chê và không chê cái đáng chê, người ấy sẽ phải đi địa ngục. Cho nên là chúng ta khi khen cái gì đó thì phải xem coi cái đó có đáng để khen hay không. Cái đáng để khen ở đây á, là dựa trên cơ sở của việc ly dục, dựa trên cơ sở của pháp đó, chứ không phải dựa trên cơ sở của dục ha. Thì điều quan trọng là chúng ta xem lại nội tâm của mình thôi. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức Hành Đại, kính thưa quý vị. Thì qua cái câu hỏi này thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với Đức Hành Đại thưa quý vị. Để tại vì cái câu hỏi này nó thiên về cái xu hướng nội tâm nhiều hơn. Thực sự là như vậy thưa quý vị. Để mình phán xét một cái vấn đề gì đó mà nó rõ ràng, nó đúng hay sai, thì đặc biệt là trong trường hợp này là phải xét cái nội tâm của người đó. Họ đang ở đây là lời nói qua cái khẩu, họ đang nói cái điều đó với cái tâm gì không? Cái điều đó thật sự là nghĩa rất là quan trọng thưa quý vị. Nhưng mà có một điều như vậy nè, giống như Đức Hành Tại đưa ra hai trường hợp đó, mà sư thấy rất thiết thực đó. Có nghĩa là những
cái lời khen của bậc thánh. Nhưng mà siêu siêu nó đúng hơn nha, nó đúng hơn nha, nếu nó đúng hơn, nó chuẩn hơn là như vậy. Thật sự là bậc thánh là nói, là nói tuy cái nghĩa là mình mượn cái từ tục đế mình nói là lời khen, nhưng mà giống như bậc thánh á, thí dụ như nói từ thánh là giữa lưu trở lên ha, thì cho dù mình định đạo đó lời khen, nhưng mà các ngài nói sự thật, quý vị, các ngài nói sự thật. Ngay cả Đức Thế Tôn ngài á, mình nghe thoạt nhiên mình đọc kinh là mình nghĩ đó là cái lời khen, nhưng mà thật sự đó là nói là cái sự thật đó. Giống như là Đức Thế Tôn nói là cái những cái vương tử nó cao quý đó, không nó mặc những cái, có những cái trang phục đó, rất là rực rỡ sặc sỡ này nọ, giống như là các vị chư thiên đó. Thì mình phải hiểu là cái lời nói của các bậc thánh đó là nói là cái sự thật. Ừ. Còn khi á, mà xét về cái cảnh phàm phu chúng ta, mà khi chúng ta gọi là khen á, thì cần phải còn lại coi lại thì phàm phu mình đầy phiền não thưa vị. Giống như á, là trong thanh đạo, trong thanh tịnh đạo quý vị có nói rất là rõ, nên đạo có phân tích rất là rõ, là có nói là thế nào là ba hoa, có nghĩa là cái lời ba hoa đây là cái lời nói như là lời khen vậy. Nó đối với phàm phu chúng ta rất là nhạy cảm, nó có thể ở trong thanh đạo nói rất là rõ nè, là ấy là nói tạc vào người ta, là nói nhiều, nói quanh, nói tân bốc quá lố, thuyết phục dai, gợi ý dai, nói mê ly, nịnh hót tán dóc, nói vút ve, nơi một người thiên về lợi danh dự và tiếng tăm, người khác dục làm mồi cho dục đó. Cho nên á, là khi mà phàm phu chúng ta mà chúng ta dùng cái lời mà lời khen á, thì phải cẩn thận, nó rất dễ rơi vào cái tà mạng mà trong thanh tịnh đạo phần giới thưa quý vị mô tả rất là rõ đó. Đó là cái điều mà sư đó mình cẩn thận thôi. Còn riêng về cái trường hợp mà cái vị này đưa ra trong bối cảnh này, bối cảnh là nói là có nghe bài giảng của một vị trưởng lão có khen vị cư sĩ là cô ấy đẹp lắm, tôi khoái cái vẻ đẹp cô ấy đó, thì cái vấn đề này trong cái bối cảnh này nè, là quý sư sẽ không phán xét cái việc, không xét là cái việc này nên là không nên, nên thì vốn 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 dĩ quý sư đâu có khả năng mà đọc được tâm vị đó đâu, không biết vị đó nói với cái chủ đích gì. À đó. Thì trước khi kết thúc cái câu trả lời này á, thì chỉ là tóm gọn lại là một khi chúng ta là còn phàm phu, chúng ta còn phàm phu nha, mà chúng ta gọi là khen á, thì phải cẩn thận xem xét kỹ cái nội tâm mình ngay lúc đó, mình có cái tinh thần chánh niệm linh giác không, mình khen gì với cái mục đích gì, với của mình có cái sự mưu cầu không, trong trong đó không, mình có cái sự mà nó để đạt được cái mục đích mình không đó. Nó là thiện hay bất thiện, nó tấm hay là nó thiện hay bất thiện đó. Nó rất là quan trọng. À, cho nên quan trọng nhất quý vị phải ở đây là phải có tinh thần tín niệm xứ trong đây à, để mình phân định được rõ là bản thân mình à, mai này mình khen cái tâm gì, mình phải biết rõ. Nhiều khi bây giờ nhiều khi mình không có tín niệm tín niệm xứ trong trọng, tức nghĩa là không có đời sống chánh niệm tỉnh giác á. Đôi khi mình khen là mình khen mong muốn là mưu cầu lợi lộc, mưu cầu chiếm hữu cái cô đó hay là cái anh chàng đó, không? Là hay là được cái lợi lộc, mà mình cứ nghĩ là mình làm cái đó là nó đang là hướng đây này là thiện, không, đây là thánh thiện, mà trong khi nó đang bất thiện đó. Thì nó chung quy là mình phải cần cái tinh thần điểm xứ trong đây mình mới hiểu rõ được cái vấn đề gọi là khen, chữ khen trong đây đối với phàm phu mình. Để mình xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.